Nói chừng đi sai giá mày nói đâu cho bài gì đâu lấy tiền mà lấy bia uống đúng rồi đó. Một chiều cuối tuần công nhân trốn phép tìm ngay đến quán bia. Khi đến quán bia vì tiền quá ít nên không dùng môi. Dù đi dù lúc không bài bài là không có lý không của chiến chiến anh kế em nghe biết rồi. Thằng say kể rằng trên vườn quất hay ngày vui mưa thiên ông đang uống đang say thằng say làm đổ ly bia đầy bàn đang say ngọc hoàng liền đọa đầy thằng say xuống chẳng ra làm người dương thế không biết mấy bao lâu say mới quay về thằng say dáng trần tay nguyên chai đế tay cầm miếng cá khô đang uống đang say đại bàng bay xuống gọi say quay về đang gọi mày về, mày có về không? Miệng cười say nói, say muốn sống dương gian với anh Hoàng với anh đây đây nè. Thằng say gian trần, tay nguyên chai để tay cầm miếng mực. Cùng lấy tiền nào lấy tiền nào. Đang uống đang say. Đồng vàng bay xuống gọi say quay về trời đủ đông lúc chiều say ơi nếu trời gọi mày về mày có về không không chỉ có tiền người say nói say muốn sống xin giang có tiếng tay với tình miệng cười say nói say muốn sống dư gian có cái tơ với tình cái. Ai không nãy thầy chế nhá con hoàng này làm thế.